Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá ngày mùng 6 tháng 8. Trong bản tin này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính mà chúng tôi vừa mới cập nhật sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ đổi ý U22 Việt Nam giao hữu với câu lạc bộ nước ngoài. Việt Nam bất ngờ gặp khó khăn vì chủ nhà Thái Lan ở giải Đông Nam Á. Huấn luyện viên Lê Tuệ Hải ủng hộ huấn luyện viên Park Hang-seo về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. U22 bất ngờ thay đổi kế hoạch giao hữu với câu lạc bộ nước ngoài. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định điều chỉnh lại kế hoạch cho đợt tập trung đầu tiên trong tháng 8 của U22 Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 8 tại trung tâm PVF và có trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Đồng đang chơi tại giải hạng nhất. Tuy nhiên, đến sáng nay ngày mùng 6 tháng 8, thông tin từ VFF cho biết kế hoạch trên đã có sự thay đổi. Cụ thể, U22 Việt Nam sẽ không đá tập với câu lạc bộ Phú Đồng như lịch dự kiến theo vào đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia đội hình để tổ chức thi đấu đối kháng nội bộ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu các đợt tập trung ngắn hạn vào hồi đầu tháng 6, U22 Việt Nam không đã giao hữu. Trước đó, U22 Việt Nam đã lần lượt chạm trán các đối thủ U22 Myanmar thắng 2-0, thắng Viettel 2-0, thắng U18 Việt Nam 1-0. Trong đợt tập trung này, ông Park Hang-seo đã triệu tập 28 cầu thủ cho mục đích thử nghiệm, đánh giá về nhân sự nên việc tổ chức thi đấu nội bộ để quan sát, kiểm tra các cầu thủ cũng là phù hợp. Ở buổi tập đầu tiên vào chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 8, thầy Park chỉ cho báo chí tác nghiệp trong vòng 15 phút nhằm đảm bảo yếu tố bí mật trong việc chuẩn bị. Điều này khác với những lần tập trung trước khi phóng viên được phép tác nghiệp tự do. Dự kiến đợt tập trung tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 và U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với câu lạc bộ Kichi SC của Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 14 tháng 8. Trong đợt tập trung này, hậu vệ của U23 Việt Nam cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo gọi nhiều cầu thủ để cạnh tranh công bằng. Sau hai lần tập trung trong tháng 7, U22 Việt Nam tiếp tục hội quân ngắn hạn lần thứ ba tại trung tâm PVF. Danh sách cầu thủ triệu tập lần này gồm 28 cái tên và cũng giống như hai lần trước, đây chủ yếu là những người ít được thi đấu ở câu lạc bộ. Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo gọi nhiều cầu thủ và tập trung nhiều đợt như vậy là rất tốt để cho các đồng đội cạnh tranh nhau một cách công bằng. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua. Đây có thể coi là một lợi thế cho Đỗ Thanh Thịnh trong giai đoạn hòa nhập làm quen với cách làm việc của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Dù vậy, cầu thủ từng dự U20 World Cup hiểu rằng vẫn cần phải thể hiện tốt để ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Mỗi người có một điểm mạnh điểm yếu khác nhau, Em rất vui khi có tên trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập. Em và các đồng đội sẽ nỗ lực để tập luyện thật tốt. Em đã từng làm việc chung với thầy Park và sẽ hiểu nhiều hơn. Hy vọng mỗi lần tập trung, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những đổi mới giúp đội bóng tốt hơn. Việt Nam bất ngờ gặp khó khăn vì chủ nhà Thái Lan. Ban huấn luyện U15 Việt Nam sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch để chuẩn bị cho vòng bán kết giải U15 Đông Nam Á do chủ nhà Thái Lan đã đưa ra đề xuất bất ngờ với ban tổ chức. U15 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại Chonburi, Thái Lan đã xác định được 4 cái tên lọt vào bán kết sau khi kết thúc vòng đấu bảng vào tối ngày 5 tháng 8. Tại bảng A, U15 Indonesia đứng nhất bảng và U15 Việt Nam nhì bảng, giành quyền giành vé đi tiếp. Trong khi tại bảng B, U15 Malaysia nhờ bàn gỡ muộn màng ở phút bù giờ cuối cùng đã có vé vào chơi trận bán kết với ngôi đầu bảng, đẩy U15 Thái Lan xuống vị trí thứ hai. Theo lịch thi đấu ban đầu thì trận bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 8 giữa Indonesia và Thái Lan. Việt Nam và Malaysia sẽ chạm trán nhau vào lúc 18 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, đến hôm nay mùng 6 tháng 8, theo đề nghị từ phía chủ nhà Thái Lan và xem xét lịch truyền hình trực tiếp các trận đấu của vòng bán kết Căn cứ vào quyết định của điều lệ giải, ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh lại thời gian thi đấu của hai cặp bán kết. Cụ thể, Việt Nam và Malaysia sẽ được đẩy lên đá khung giờ 15 giờ, trong khi đó Thái Lan và Indonesia sẽ đá vào lúc 18 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch được chuẩn bị của mình khi phải thi đấu vào buổi chiều dưới cái nắng rơi vào khoảng 31 độ tại Chonburi, yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới thể lực và toàn tính chiến thuật của U15 Việt Nam. Huấn luyện viên Lê Thủy Hải ủng hộ huấn luyện viên Park về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ là thực hiện các cuộc tập trung ngắn hạn khoảng 3 đến 5 ngày để dành cho U22 Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục SEA Games 2019 tại Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện các cuộc tập trung ngắn hạn khoảng 3 đến 5 ngày dành cho U22 Việt Nam. Điều này được huấn luyện viên người Hàn Quốc lý giải là các cầu thủ quá bận thi đấu tại V-League và giải hạng nhất, thậm chí AFC Cup. Ông làm như vậy để họ có thể dễ dàng lên tuyển và vẫn có thể cống hiến cho câu lạc bộ chủ quản, đảm bảo lợi ích của cả đôi bên. Tuy nhiên, theo kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang Seo đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong giới huấn luyện viên ở V-League và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thậm chí một số huấn luyện viên đã từ chối cho cầu thủ lên tuyển vì thấy thời gian tập trung quá ngắn không giúp ích nhiều cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Theo huấn luyện viên Lê Tự Hải, việc ông Park Hang Seo tập trung các cầu thủ U22 Việt Nam trong những buổi tập ngắn ngày là hết sức bình thường và thế giới đã làm điều này từ lâu. Theo tờ Dân Chí, huấn luyện viên Lê Thụy Hải chia sẻ, thử hỏi những gương mặt mới, trẻ ở đội tuyển U22 hiện tại có được ra sân ở V-League hay không? Việc họ được tập trung lên tuyển làm quen dần với triết lý bóng đá của ông Park Hang-seo là quá tốt rồi. Thế giới người ta cũng làm thế cả, nhiều đội bóng chỉ tập trung vài ngày. Theo thông tin mới nhất từ chủ nhà SEA Games 30, mỗi đội tuyển U22 tham dự giải chỉ được đăng ký tối đa là 20 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như các kỳ đại hội trước. Bên cạnh đó, môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên các sân cỏ nhân tạo thay vì sân cỏ tự nhiên như các năm. Việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển U22 Việt Nam và các đội tham dự khác, những người vốn đã quen chơi bóng trên mặt sân cỏ tự nhiên. Việc được đăng ký 20 cầu thủ so với 23 như trước đây đã vô tình gây khó cho đội tuyển U22 Việt Nam cũng như các đội tuyển tham dự SEA Games. Trong trường hợp đội tuyển nào đó có nhiều cầu thủ chấn thương trong lúc thi đấu, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm cầu thủ phù hợp để thay thế. Bên cạnh đó, các trận đấu bóng đa nam tại SEA Games sẽ diễn ra với mật độ dày đặc 2 ngày một trận sẽ khiến cho các huấn luyện viên gặp khó khăn trong việc xoay tua đội hình và việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn cho các cầu thủ trẻ. Đội tuyển U22 Việt Nam đang lên kế hoạch điều chỉnh tập luyện cho phù hợp với quy định mới của chủ nhà Philippines. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải BTV Cup từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 11 tại Bình Dương trên mặt cỏ tự nhiên. Sau đó, đội bắt đầu bước vào làm quen mặt cỏ nhân tạo. Thầy trò ông Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ phải đến nước bạn sớm để chuẩn bị chú đáo. SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12. Huấn luyện viên Park Hang-seo làm điều chưa từng có với U22 Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 8, U22 Việt Nam bước vào đợt tập trung thứ ba chuẩn bị cho SEA Games 30. Ở đợt tập trung này, thay Park triệu tập 28 cầu thủ. Mục đích chính trong đợt tập trung ngắn hạn là thử nghiệm nhân sự để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho tuyển U2 Việt Nam trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 30. Chính vì vậy, sau hai đợt tập trung ngắn hạn của tháng 7, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo tiếp tục tạo cơ hội khá nhiều cho các gương mặt mới trong đợt tập trung lần này. Có thể kể đến những gương mặt như Phan Minh Thành, tiền vệ Phạm Trung Hiếu của Thang Quảng Ninh, Đoàn Thanh Trường Trần Mạnh Hùng, của Nam Định, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng Việt Theo và đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Tống Anh Tỷ của BKMS Bình Dương, tuyển thủ tuyển U-20 Việt Nam thi đấu vùng chung kết FIFA U-20 World Cup 2017. Trong vài năm trở lại đây, các cầu thủ khi lên tuyển được luyện tập với những thiết bị hiện đại. Các thủ môn có một buổi tập vất vả nhưng đầy hữu ích khi đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo đóng vai một huấn luyện viên thủ môn ở U22 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã dạy các thủ môn Việt Nam những động tác cơ bản nhất. Đáng chú ý, các thủ thành U22 Việt Nam phải học lại cách phát bóng từ đầu. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo chưa hài lòng với kỹ thuật cơ bản của các thủ môn cho thấy khả năng cạnh tranh xuất dự SEA Games của ba thủ thành ở đợt tập trung này là không cao. Thầy Park liên tục nhắc nhở các thủ môn U22 Việt Nam giúp các tân binh có sự thích nghi nhanh với đội tuyển. Ở tuyển U22 Việt Nam, những thủ thành như Bùi Tiến Dũng hay Văn Toản là hai gương mặt sáng giá sẽ bắt chính ở SEA Games 30 nhưng không có mặt ở những đợt tập trung này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.